Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đà Lạt sôi nổi hội thi trang trí mâm lễ vật dỗ tổ vua Hùng. Thành phố Sơn La đi đầu trong thực hiện cấp căn cước công dân. Độc đáo chợ phiên vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Bắt 12 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 6 mùa giải thành công, ngày 19 tháng 4, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban tuyên giáo Trung ương và Hội đồng giải thưởng đã chính thức phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 7. Giải thưởng nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những tác giả tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Theo quy chế xét tặng giải thưởng, những tác phẩm được xét trao thưởng là tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh truyền hình, ảnh, video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó đặc biệt khuyến khích những sản phẩm sáng tạo, ý tưởng mới. Thời gian đăng tải xuất bản từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tác phẩm dự thi gửi về Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trực giải thưởng trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2021. Giải thưởng lần thứ 6 đã thu hút khoảng 1.300 tác phẩm, sản phẩm ở 9 hạng mục và 17 ngôn ngữ. Nhân dịp này, 9 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 6 đã vinh dự đón nhận bằng khen của Ban tuyên giáo Trung ương. Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2021 đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào tối ngày 20 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 năm Tân Sửu tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với thời lượng 15 phút. Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Nguồn Cội Đất Tổ Hùng Vương đã diễn ra tại địa điểm trên. Tại đền thờ Âu Lạc thuộc khu di tích Thác Pren, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một trong những đền thờ Hùng Vương lớn nhất ở phía Nam, vừa diễn ra hội thi trang trí mâm lễ vật cắm hoa dâng cúng vua Hùng nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương. Hội thi thu hút 13 đội thi đến từ công đoàn các đơn vị doanh nghiệp thuộc công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng. Trong không gian ấm cúng thiêng liêng, các đội thi đã thể hiện tinh thần sáng tạo, sự am hiểu về nguồn cội, văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi đơn vị có một cách trang trí sáng tạo riêng, nhưng tự chung vẫn là lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tông, lòng tự hào về một dân tộc quật cường. Không chỉ tạo nên những mâm cỗ đẹp, thông qua các phần thuyết trình công phu cũng cho thấy hội thi này là dịp để các đơn vị dành thời gian tìm hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường dựng nước, giữ nước. Tất cả các tác phẩm dự thi hôm nay, theo đánh giá của cá nhân tôi, thì tất cả các đơn vị đều đáp ứng được cái yêu cầu của ban tổ chức đưa ra. Đó là thứ nhất là phải trang trọng, đầy đủ về mặt ý nghĩa. Nó phải là một cái tác phẩm đủ điều kiện để mà dâng cúng tổ tiên. Cho nên là các đơn vị đã chuẩn bị hết sức là chu đáo, kể cả về nguyên vật liệu, kể cả về cái ý tưởng để mà xây dựng các tác phẩm dự thi hôm nay. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, đáp ứng được các yêu cầu về mặt thẩm mỹ, ý nghĩa. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa ngày Dỗ Quốc Tổ. Mô hình khu du lịch Tam Trúc an toàn văn minh thân thiện được lực lượng công an và chính quyền huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam triển khai nhằm phòng ngừa trấn áp các đối tượng tội phạm, móc túi, cướp giật, lừa đảo hoạt động trong bối cảnh khách thập phương đến với khu du lịch chùa Tam Trúc ngày càng tăng. Mô hình khu du lịch Tam Trúc an toàn văn minh thân thiện được triển khai sẽ đảm bảo các tiêu chí an toàn cho du khách và nhân dân về tham quan, du lịch, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực. Đối với du khách thì tuân thủ các nội quy, quy định đặt ra, có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi hành hương, du lịch, có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường cho khu du lịch. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phải niêm yết giá công khai, thông tin trung thực số lượng, chất lượng, giá cả các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du khách, cam kết đảm bảo các quy định cụ thể về vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu du lịch. Và thông qua mô hình này thì cũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác phối hợp vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cũng phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai mô hình sẽ phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch. Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, dự kiến lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đạt khoảng 75.000 lượt trên một ngày, tương đương 485 đến 500 lượt chuyến mỗi ngày. Con số này tăng khoảng 25% so với hiện nay. Điều này chứng tỏ sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt, tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019. Mặc dù vậy, đại diện sân bay Nội Bài khẳng định sản lượng vận chuyển các dịp cao điểm hè năm nay hoàn toàn chưa vượt qua năng lực thông qua của cảng. Cũng một thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, khi Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ cho phép các doanh nghiệp hàng không Việt Nam tiếp tục kéo dài chính sách giảm 50% giá dịch vụ hạ cất cánh với các chuyến bay nội địa, áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá đến hết năm 2021. Sau khi Vietnam Airlines được nhận hỗ trợ từ gói vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng, hai hãng hàng không tư nhân là Vietjet Air và Bamboo Airways vẫn kiến nghị chính phủ hỗ trợ vay ưu đãi với mức ưu đãi tương đương Vietnam Airlines. Nhằm giúp học sinh hạn chế tối đa sai sót, từ nay tới hết ngày 25 tháng 4 năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo đã mở hệ thống để thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Theo hướng dẫn, học sinh truy cập vào địa chỉ http://thichinh.thichunghocphothongquocgia.edu.vn, tài khoản là số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, còn mật khẩu của mỗi học sinh được gửi tới từng lớp. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phổ biến hướng dẫn tất cả học sinh tập duyệt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm năm 2021. Tính đến nay đã 63 ngày Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 vẫn tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca mắc mới được cách ly sau nhập cảnh tại khách sạn. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố nhận định nguy cơ vẫn ở mức cao, cần đặc biệt lưu ý công tác cách ly tại các khách sạn. Hiện toàn bộ các trường hợp F1, F2 đã hoàn thành cách ly theo quy định. Tuy nhiên, hơn 2.100 người nhập cảnh đang được quản lý cách ly, trong đó tại khách sạn là gần 1.800 người. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.500 người và dự kiến sẽ hoàn thành tiêm vaccine đợt 2 trong tháng 4 này. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp tại các nước và đặc biệt là tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, thành phố nhận định nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh giám sát dịch tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và trong cộng đồng. Chỉ những nơi đảm bảo an toàn phòng dịch mới được phép hoạt động. Ông Trử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý công tác tiêm chủng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy trình, giám sát chặt từ khâu sàng lọc đến bảo quản vaccine và giám sát sau tiêm. Nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm của ban chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương là triển khai tiêm chủng đúng đối tượng, đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả vaccine cũng như sức khỏe, sự an toàn của người dân. Triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến nay, chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Sơn La đã đạt được nhiều kết quả khả quan, vượt các chỉ tiêu được giao. Thành phố phấn đấu là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chiến dịch cấp căn cước công dân. 5 giờ sáng, ông Nguyễn Huy Khiển cầm theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư còn giá trị sử dụng đến nhà văn hóa tổ 6 phường Quyết Tâm để thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân. Lấy số xếp hàng đợi đến lượt, thực hiện đối chiếu thông tin, lấy vân tay, chụp ảnh, các bước được tiến hành liên hoàn thuận tiện. Các đồng chí công an đã hướng dẫn làm các cái thủ tục trước đây và đến hôm nay đã là phục vụ làm công tác cái căn cước công dân. Rất là tốt. Tinh thần của các đồng chí công an thì đúng là vì nước là quên thân và vì dân là phục vụ. Thực hiện việc chuyển đổi đồng bộ từ chứng minh thư 9 số sang thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho nhân dân trên địa bàn, công an thành phố đã bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân từ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Các đội nghiệp vụ, công an 12 xã phường đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động, đặt ra các chỉ tiêu theo từng ngày để các đơn vị, các tổ thi đua vượt chỉ tiêu được giao. Số lượng máy được trang cấp thì ít, dữ liệu công dân cần làm căn cước công dân thì lớn, nên chúng tôi xác định là phải tận dụng tối đa thời gian công suất hoạt động của máy, do đó cần phải bố trí khoa học, cán bộ chiến sĩ để sử dụng hiệu quả cái hệ thống trang thiết bị
máy tính được Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Sơn La trang cấp. Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân của nhân dân. Do nhu cầu thực hiện cấp căn cước công dân của người dân trên địa bàn rất lớn, song với tinh thần làm hết người chứ không hết giờ, các chiến sĩ đã phục vụ người dân không kể ngày đêm. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường về mục đích, ý nghĩa và vai trò của việc cấp căn cước công dân, cũng như là cái yêu cầu về tiến độ, đặc biệt là trong cái việc là tuyên truyền, vận động các công dân trong độ tuổi đến địa điểm nhà văn hóa để thực hiện các quy trình cấp căn cước công dân theo quy định, thì đây trở thành ngày hội của toàn dân. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 76.071 người thuộc diện cấp căn cước công dân. Hết đợt 1, trên địa bàn thành phố đã thu nhận trên 51.900 hồ sơ, đạt gần 70%. Trong đó, Công an thành phố thực hiện trên 43.000 hồ sơ, đã tiếp nhận 8.500 thẻ, đã trả 1.288 căn cước công dân cho công dân. Tôi nói là cái sự vào cuộc hết sức là quyết liệt, đặc biệt là có thể nói biểu dương rất cao cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố, Công an xã phường và được sự giúp đỡ của các cái đội nghiệp vụ của Công an tỉnh và cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, đồng chí đứng đầu Đảng ủy, chính quyền của các xã phường, tổ bản và người dân tham gia. Đến nay thì có thể nói là cái tiến độ theo cái báo cáo của Công an thành phố sẽ hoàn thành vào 30 tháng 4 năm 2021, về đích trước 2 tháng theo cái giao chỉ tiêu của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh. Thành phố Sơn La là một trong 11 đơn vị cấp huyện trên toàn quốc thực hiện tốt chiến dịch cấp căn cước công dân. Để hoàn thành dự án xong trong tháng 4 năm 2021, Công an thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai cấp căn cước công dân, bảo đảm phương tiện, máy móc làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện dự án, phấn đấu là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chiến dịch cấp căn cước công dân. Để tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu Sở Giao dịch chi nhánh các địa phương theo dõi diễn biến thu chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Kho bạc Nhà nước chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng, riêng loại tiền 500.000 đồng, tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Thưa quý vị và các bạn, bản Chiêng Đi Một, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đều đặn vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nơi đây lại nhộn nhịp với phiên chợ mang bản sắc vùng cao. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân tại địa phương. Một bản nhạc piano vang vọng núi rừng đã tạo nên khoảng không gian thơ mộng giữa một phiên chợ vùng cao. Đây là một nét văn hóa riêng biệt mà chỉ có ở chợ phiên tại bản Chiêng Đi Một mới có. Tuy chỉ mới hình thành được hơn 2 tháng, nhưng phiên chợ đã tạo nên một không gian văn hóa đầy tính cộng đồng với những gian hàng bày bán các sản phẩm là sản phẩm đặc trưng do bà con làm ra. Cách bày bán cũng mộc mạc không cầu kỳ. Bà con cũng rất phấn khởi được có cái những hàng hóa của mình, sản phẩm nông sản của mình làm ra thì cũng tiêu thụ được. Bây giờ là nói chung là mới mở thì nó cũng vẫn còn đang ít khách, thì chỉ mong du khách các nơi nó mới biết đến thì đến mua thật nhiều hàng cho bà con. Là phiên chợ đầu tiên và duy nhất của huyện Vân Hồ, phiên chợ Chiêng Đi Một không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân bản địa. Đây cũng là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực và những bộ trang phục vô cùng độc đáo, qua đó tạo nên một không gian đầy sắc màu từ những mặt hàng thổ cẩm được bày bán. Từ đồng bằng cho đến miền núi thì cái văn hóa chợ mới là cái văn hóa đích thực. Bởi vì những cái sản phẩm của mỗi một dân tộc, của mỗi một cộng đồng, họ đều được trưng bày và đều được thông thương. Với chúng tôi thì cái việc hoạt động của chợ phiên này nó vừa là cái để chúng tôi quảng bá những cái văn hóa của mình đến với du khách trong nước cũng như là quốc tế khi đến với Vân Hồ. Bên cạnh đó thì cái chợ này nó cũng góp phần cho bà con nhân dân có ý thức hơn nữa trong việc duy trì những cái truyền thống văn hóa của mình cũng như là ý thức trong việc phát triển du lịch và phát triển kinh tế.
Với một không gian vô cùng độc đáo và nhộn nhịp, chợ phiên tại bản Trường Đi 1 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại huyện Vân Hồ, mà hứa hẹn sẽ là điểm hấp dẫn cho những người yêu văn hóa vùng cao. Mặc dù được đầu tư và duy tu hàng năm với kinh phí lớn, thế nhưng vấn đề vỉa hè xuống cấp, nứt vỡ vẫn luôn xảy ra dù được hứa hẹn có độ bền tới 70 năm. Đó là chuyện đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này là vỉa hè Hà Nội đang tận dụng sử dụng sai công năng. Vỉa hè phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Những chiếc xe ô tô này ngang nhiên đỗ chỗm trệ, mặc cho đoạn vỉa hè này mới được thi công. Lát còn chưa hoàn thiện xong. Thế mà bây giờ bên khách sạn như bên ấy này là cứ ô tô lên, có rào băng chắn đi rồi nó cũng phá ra là nó cho lên đấy. Bây giờ hè phố thì người ta làm để chủ yếu là xe máy với cả người đi bộ đấy, chứ ai làm hè để ô tô đi mới đỗ đâu. Đá thì nó tốt nhưng mà bây giờ làm người làm xong gọi là chưa xong đi chứ không phải là xong nữa, mà xe ô tô đỗ lên làm sao mà ấy đâu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều đoạn vỉa hè tại Hà Nội chưa kịp sử dụng đã hỏng. Nếu tính từ năm 2010 đến nay, vỉa hè Hà Nội có ít nhất 3 lần đại tu lớn, bằng gần như đào lên làm lại. Theo các chuyên gia, tuổi thọ của một công trình nhà cửa hoặc cầu đường là từ 20 đến 25 năm. Tuy nhiên, vòng đời vỉa hè tại Hà Nội đang ngắn không tưởng. Cái bánh xe hàng tấn như thế, đưa lên một cái nền đá để mà nghiền thì có khác gì là cho máy nghiền vào để mà nghiền vỡ nát vỉa hè. Ở Sở Xây dựng hiện tại là đơn vị quản lý vỉa hè cần phải trả lời cho xã hội là vỉa hè dùng để làm gì và lát vỉa hè để làm gì khi mà xe ô tô vẫn đỗ trên vỉa hè. Quan chức năng là sẽ có lực lượng kiểm tra và rà soát những xe mà đỗ trái quy định trên vỉa hè đấy, và cũng là sớm là sửa sang lại những cái phần vỉa hè đã bị gạch vỡ nát để cải thiện môi trường cảnh quan và tạo một cái lối vỉa hè tốt đẹp cho người đi bộ. Nếu được sử dụng đúng mục đích thì tuổi thọ của vỉa hè có thể được vài chục năm. Thế nhưng, việc để các phương tiện giao thông nói chung, xe ô tô đi và đỗ trên vỉa hè không chỉ làm giảm tuổi thọ, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước, đồng thời cũng làm mất đi mỹ quan đô thị. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm và mạnh tay đối với sự thiếu ý thức của những người tham gia giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xem xét báo cáo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về hoạt động xả thải gây ô nhiễm nước sông Mã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thái Thanh chuyên sản xuất giấy vàng mã, bột giấy, yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục các tồn tại vi phạm, xây dựng hoàn chỉnh các công trình xử lý nước thải và chỉ được phép hoạt động trở lại khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, như truyền hình thông tấn đã đưa tin, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, nước sông Mã đoạn qua xã Thiết Kế, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến các loại thủy sản tự nhiên và cá lồng của người dân bị chết hàng loạt. Huyện Bá Thước đã tổ chức kiểm tra phát hiện 3 doanh nghiệp có hành vi chôn ống ngầm hoặc bơm trực tiếp nước thải từ quá trình sản xuất ra môi trường. Các đối tượng Việt Nam khai nhận được một đối tượng nữ tên Tươi sinh sống tại bản Hủy Là, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly của Lào thuê chở người Trung Quốc với tiền công 2 triệu đồng trên một chuyến để xuất cảnh trái phép tại khu vực mốc 75 tuyến biên giới Việt-Lào. Mở rộng điều tra đến 4 giờ ngày 19 tháng 4 tại km 30 quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ 18 đối tượng, 10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc. Các đối tượng người Việt Nam khai chở các đối tượng người Trung Quốc từ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để xuất cảnh trái phép với tiền công là 3 triệu đồng trên một người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái.